chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Trần Văn Dạnh mắc hội chứng thắt lưng hông. Hội chứng thắt lưng hông là khái niệm tổng quan để chỉ những biểu hiện của tình trạng dây thần kinh hông bị tổn thương. Cùng với đó, sẽ xuất hiện đồng thời thêm cả những triệu chứng đau lưng về vùng cột sống thắt lưng. Khi các rễ thần kinh ở các vị trí L1 đến L5 bị tác động bởi các nguyên nhân sẽ gây ra các cơn đau nhức ở lưng hông. Các nguyên nhân gây ra hội chứng này phổ biến thường là 1. Nguyên nhân cơ học, đau thắt lưng. Từ nguyên nhân cơ học có thể là do dây chằng hoặc đĩa đệm bị rách khi người bệnh bị tai nạn. Ngoài ra, nếu cơ bị căng và phúc mạc bị tụ máu phía sau cấp hoặc mãn tính đều khiến người bệnh phải chịu những cơn đau vùng thắt lưng. 2. Hội chứng thắt lưng hông do viêm cột sống dính khớp. Nếu bạn cảm thấy vùng thắt lưng đau nhức về đêm hoặc sáng sớm kèm theo hiện tượng vận động cột sống hạn chế thì đây là dấu hiệu của bệnh viêm cột sống dính khớp. 3. Đau thắt lưng do viêm bao gân, viêm sơ lan tỏa. Khi bạn mắc bệnh lý này sẽ cảm thấy đau tái diễn nhiều lần ở gần với vị trí xương chậu, gần với cơ mông. Những cơn đau sẽ rõ nét hơn tại các điểm như mâu chậu, gai chậu sau phía trên và tái phát bất thường. Do đó, có thể có ngày bạn cảm thấy đau nhức, nhưng hôm sau, bệnh lại không hề có triệu chứng gì. 4. Do quá trình di căn của các tế bào ung thư, những tế bào ung thư ác tính phát triển tới giai đoạn di căn sẽ chèn vào xương. Đặc biệt, khi người bệnh bị ung thư tuyến tiền liệt, ung thư thận, ung thư tuyến giáp hay ung thư phế quản, phổi, thì đau thắt lưng sẽ là triệu chứng điển hình. 5. Hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm. Khi bị thoát vị đĩa đệm, đau thắt lưng là một biểu hiện khá điển hình. Cơn đau sẽ diễn ra dữ dội, làm khả năng vận động của người bệnh bị giảm sút. Lâu ngày, người bệnh có thể bị đau cả xuống vùng đùi và hai chân. Đặc biệt, khi ngồi xổm, hắt hơi, thay đổi tư thế hoặc lao động nặng thì triệu chứng này sẽ tái phát nhiều hơn. Thưa quý vị, phương pháp cấy chỉ cắt hút trong điều trị các bệnh lý về xương khớp đã và đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng điều trị bởi đây là một phương pháp hoàn toàn không sử dụng thuốc, không phẫu thuật gây đau đớn, ít biến chứng, mang lại hiệu quả điều trị lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.